Xin chào quý các bạn, trên tay mình đây là điện thoại Huawei Mate 1 MT1 U06 đang có mặt tại Di động Cao cấp.vn. Khi quý bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại Huawei MT1 U06 lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới, sửa chữa, khắc phục có lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Hiện tại Di động Cao cấp.vn có mọi loại linh kiện trên Huawei Mate nói chung và phục vụ quá trình sửa chữa thay mới vì các bạn khi cần. Có lỗi phần cứng cơ bản như hỏng màn hình, hỏng pin, hỏng main, loa trong loa ngoài, vỏ máy thay camera máy ảnh, chân sạc, loa mic rung chuông trên Huawei Mate đều có sẵn linh kiện thay mới sửa chữa vì các bạn khi cần. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ sửa chữa điện thoại Huawei Mate, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Kỹ thuật viên tại Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn, hướng dẫn cụ thể quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại Di động Cao cấp.vn. Mọi thắc mắc thêm, xin vui lòng liên hệ 024 66 75099.